Tiện hộ kỷ niệm Niệm này là chánh niệm Hỗ trì chánh niệm của mình Diễn ly ngũ độc Bây giờ là tam độc phải thêm hai loại Vì sao vậy chúng ta càng nghĩ càng đáng sợ Tham sân si là nhân của ba đường ác nhưng mạng và nghi gây ra thiên tai hiện tại cho chúng ta quá khủng bố Ngáo mạn là tâm bất bình chiêu cảm là động đất hoài nghi càng đáng sợ Nó chiêu cảm Khiến đại địa lỏng lẻo Chúng ta đọc trong kinh địa tạng Quá phẩm kiên lao địa thần Địa là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh Nó rất kiên cố Bây giờ đất không còn kiên cố, lỏng lẻo Nên rất dễ bị chìm xuống, sụp xuống Vì sao đất bị chìm? Vì tâm nghi do hoài nghi chiêu cảm Núi sẽ sụp đổ Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do chúng ta không tin vào bất cứ điều gì bởi thế chư vị thánh hiền Thể xuất thế gian Đều đạt tính lên hàng đầu Vì nó rất quan trọng Quý vị xem Điều đầu tiên trong tịnh độ Chính là tính Tính nguyện hành Trong kinh hoa nghiêm Ngoại Lòng tin là mẹ của mọi công đức Tính Là căn nguyên của sự đắc đạo là mẹ của tất cả mọi công đức Chính là nói nó có thể sanh ra tất cả mọi công đức Nên gọi là mẹ của mọi công đức Nên không tin phiền phước rất lớn Những người đọc sách ngày xưa Xem chữ tính này rất quan trọng Nhân vô tịnh tắc bất lập nếu con người không có tính tâm Không có chỗ đứng trong xã hội này Họ xem trọng chữ này đến như thế Nó là một điều trong ngũ luân Ngũ luân là nhân lễ nghĩa trí tín Năm chữ này Hiện nay cả năm chữ này đều không có nhân và ái nhân người bây giờ không biết tự thương mình đến yêu thương bản thân họ cũng không biết vậy làm sao họ biết yêu thương người khác vì sao chúng ta lại sanh ra trong một xã hội đau khổ như vậy Thời đại này Ngũ luân Không còn Ngũ luân là mối quan hệ bình thường giữa người với người Bây giờ mối quan hệ này không còn Ngũ thường không còn Tử duy bạc đức không còn Xã hội đều động loạn Địa cầu Tai biến dị thường Hiện nay Có không ít người yêu nước Đang tìm cách Cứu giảng xã hội Cứu giảng địa cầu chỉ có tâm thái giống như khổng lão phu tử chúng ta mới có nơi để thực hành người bây giờ tin vào khoa học không tin vào tôn giáo không tin cha mẹ không tin thầy tổ Đối với Thánh Hiền Phật Bồ Tát càng không cần nói Hoàn toàn bài xíp cho là mê tín Quá là đáng phải chịu khổ Đáng phải chịu nạn Thái độ suốt đời của khổng phu tử Đây là một bậc đại thánh nhân Mà người khắp nơi đều tôn kính Ông nói với chúng ta rằng Suốt đời ông Chúng ta có thể nói thái độ làm người Thái độ cư bản Huật nhì bậc tạc Tính nhi háo cổ Chỉ tám chữ này Cũng thấy phu tự đầy đủ tính tân Tin bản thân tin cha mẹ tin thánh hiền niềm tin đầy đủ mười phần thích học theo cổ nhân người bây giờ không cần giáo huấn của người xưa chỉ cần sự mới lạ những thứ kỳ quái Phiền phức là chỗ này Phu tử thật thà Suốt đời chỉ thuộc lại Mà không trữ tác Không có sáng tác Không có phát minh Hiện nay vừa mới học bộ giáo Thầy cô đều dạy các em nhỏ Phải có sáng tạo Quý vị xem sáng tạo đó là những thứ kỳ lạ cổ quái đều có hại đối với bản thân, có hại cho người khác, có hại cho địa cầu. Họ sáng tạo ra những thứ này. Chúng ta cũng có thể nói bản chất con người trong thời đại chúng ta đều tốt. Nhân chi sư tánh bổn thiện bạn tánh vốn thiện Mọi người đều tốt Chỉ là bị dạy làm hư hỏng à, Nghĩ lại nền giáo dục thời cổ đại Đích thực đều lấy khổng tử làm tiêu chuẩn Tính nhi háo cổ Tuân thủ giáo huấn của Thánh Hiền không có ý nghĩ sáng tạo cây mới chưa từng nghe những gì có sẵn quý vị đều không hiểu làm sao có thể sáng tạo cây mới người xưa có câu nói rằng thôi trần xuất tân hiểu được cái cụ quý vị mới có năng lực sáng tạo cây mới còn như không hề hiểu biết gì đến cái đã có thì những điều mới sáng tạo đó nhất định là thứ có hại Trong câu thành ngữ này hàm nghĩa rất sâu Chúng ta cần phải kiến lập lại lòng tự tin Coi lại tin tưởng chính mình Mình như thế nào Nho già nói Bản tánh vốn thiện Phải tin bản tánh chính mình vốn thiện Phải tin Đức Phật nói Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Mỗi người đều là Phật Quý vị là Phật Họ là Phật Tôi cũng là Phật vốn là Phật phải nghĩ lại chúng ta đều là Phật Vì sao bây giờ lại biến thành như vậy Trong kinh điển nói rất rõ ràng Vì bạn tánh mê muội Phá mê khai ngộ Quay đầu lại sẽ thành Phật Mê mà không giác liền biến thành phàm phu Sự việc chính là như vậy Tùy biến thành phàm phu nhưng tự tánh không hề mất đi bản thiện cũng không mất chỉ vì mê nên nó không khởi tác dụng nếu chúng ta có thể tin tưởng vấn đề này như vậy mới cứu được trong đời này của chúng ta mục tiêu thứ nhất của đời người là gì chính là tìm lại bản thiện của mình tìm lại phật tánh của mình đây là việc lớn nhất trong đời chúng ta hiện nay thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy chúng ta nên tìm từ đâu từ chỗ hạ thấp dục vọng buông bỏ từ dục vọng bắt đầu từ đây dục vọng nói tương tận chính là trong truyền thống văn hóa xưa nói đến thất tình ngũ dục Nhà Phật gọi là tình chấp. Tình chấp là thức tình. Ngũ dục là trong thức tình có dục. Dục lại phân thành năm loại: tài, sắc, danh, thực, thùy. Trong cuộc sống không thể không có những thứ này. Nhưng nhất định phải biết dùng thích hợp và dừng lại đúng lúc, vừa đủ là được. Không được quá tâm tham, càng không thể tham không biến trạng. Như vậy tai họa liền xuất hiện. Nên trong Kinh Điển Đại Thừa, Đức Phật Cường nói, phải xa rời tham sân suy mạng nghi, không suy nghĩ đến tà ác. Không có tà tư, không có ác niệm.